Tập 1146 Aichan với Mecha Aichan. Shin đang nằm dài dưới mặt đất, mọi người thắc mắc, cậu ta đang làm gì vậy? Shin đang chơi găng tay trên mặt đất, không ai biết đây là trò chơi gì. Lúc này một cái thảm đỏ trải dài ra, đó là ai đang đi tới. Ma Sao nhìn thấy thì rất vui vẻ chạy lại hỏi cô bé, hôm nay có rảnh không? Sự thật là đấy chỉ là một cỗ máy robot được làm giống với con người thôi, chứ người thật vẫn đang ngồi trong xe để xem tình hình qua cái máy tính. Ai nói không hổ danh là ngài Kuroiso đã nghiên cứu ra robot AI mà mọi người xung quanh nhìn thấy đều nghĩ là người thật. Nhưng ai nghĩ là dù sao nó cũng là robot sẽ bị phát hiện ngay thôi. Ngài Kuroiso nói ai hãy yên tâm vì robot này đã được trang bị cấp cao nhất thế giới rồi. Thật ra đây là lần thử nghiệm coi con robot này hoạt động như thế nào. Bên ngoài Ma Sao vẫn đang đứng cạnh robot và tỏ vẻ muốn chơi cùng. Lúc này con robot nói nắng gắt, Ma Sao hiểu ý, vội chạy ngay đi tìm cái dù cho cô bé. Nene giận dữ chạy lại nói Ma Sao không phải người hầu của ai. Nhưng robot trả lời rất chính xác là Ma Sao tự nguyện, không hề có ý ép buộc gì cả. Ai vẫn đang quan sát ở bên trong xe, ai thật nhìn qua màn hình thấy Shin đang nằm dưới đất phía sau. Robot cũng nhìn thấy Shin, vui vẻ chạy lại, đẩy Nene qua một bên. Nhưng Shin lại không hề phản ứng lại với người máy mà nói đừng làm phiền cậu ta bây giờ. Ai thật sự rất vui vì Shin đã không tương tác với người máy đó. Thật ra không phải cậu ta nghĩ đó là robot, chỉ vì đang bận chơi trò điên rồ của cậu ta thôi. Người máy khen Shin có một trò chơi thật độc đáo, ai thật sự thì cho rằng mình không hiểu Shin bằng người máy rồi. Sau một hồi phân tích, người máy cũng muốn chơi cùng Shin, làm một găng tay quân sư của Shin. Nhưng Shin đã cản nó lại, vì chỉ có một mảnh găng tay, mình cậu ta chơi là đủ rồi. Nhưng con robot rất biết lấy lòng Shin, vội lấy lòng và ca ngợi Shin thật tinh tường. Ai thật thì cảm thấy sốt ruột, không thể để chuyện cứ tiếp diễn vậy nữa. Cô bé chạy ra khỏi xe, con robot vẫn đang cải tiến kỹ thuật, nhưng có vẻ như máy móc có chút trục trặc gì đó rồi. Nó phát ra 3 tiếng kêu rồi ngã gục xuống đất, đôi mắt của nó nhìn vào Shin và hiện lên những con số. Lúc này ai thật cũng đã chạy tới nơi, khiến đám bạn sợ hú hồn khi có hai ai ở đây. Shin nói có hai ai sao, Kazama nói đó là chị em sinh đôi. Ai chỉ vào người máy và nói bạn không cần làm việc nữa, nhưng người máy không chịu và nói ai mới chính là người gây rắc rối. Nó bắt đầu tranh giành Shin với ai, khiến cô bé tức giận mà tát cho nó một cái vào mặt. Đầu robot quay một vòng rồi dừng lại, mắt nó phát ra những tia lửa bắn về phía ai. Ai đã tránh đòn thành công nhưng những sợi tóc bị dính vào cháy rụi. Nhưng ai không hề sợ hãi mà lao về phía con robot, hai người cứ giành co, đôi mắt robot liên tục bắn, nhưng ai đều né được hết. Nó bắn vào cái găng tay làm nó bay lên trên nóc nhà. Cả bọn Kazama không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng phải bỏ chạy không ăn đạn oan. Lúc này người thiết kế ra con robot cũng chạy lại. Cả bọn Kazama, Bo, Nene giờ mới biết là có người máy ở đây. Nhưng bây giờ họ không thể phân biệt đâu là người máy đâu là ai thật vì quả thật quá giống nhau. Ngài Kuroiso biết được robot có một nút dừng khẩn cấp trên gáy, nhưng ngài đã nhầm ai thật thành robot. Lúc này ai giận dữ nói không quan trọng cái nào là thật mà ai mới là người thực sự yêu Shin. Thế là Shin thành tâm điểm để hai đứa con gái đánh đá tranh giành. Kazama nói đã nhìn thấy cảnh này trong bộ phim cổ trang, Bo cũng thấy trong bộ phim thẩm phán. Nene nói nếu yêu Shin thật lòng thì hãy buông tay ra vì Shin đang rất đau đớn. Ai thật thấy vậy thì nhanh chóng buông tay Shin ra, thế là cô bé robot đã giành được Shin. Cô ta cảm thấy cưỡng bức vậy mới thú vị. Ngài Kuroiso tranh thủ lẻn ra phía sau người máy, nhưng bị nó quay lại giật cho cháy đen thui. Nó hỏi Shin có muốn hẹn hò với nó không, sao Shin dám trả lời chứ, mà cậu ta có trả lời thì cũng không thay đổi được gì. Con robot kéo Shin chạy lên nóc nhà, nó cảm thấy hẹn hò trên nóc nhà rất vui và tăng tốc độ hơn. Không may nó đạp phải cái găng tay lúc nãy nó làm bay lên nóc nhà mà ngã nhào xuống. Tất nhiên nó là robot thì tiếp đất nhẹ nhàng đơn giản rồi, còn Shin rơi xuống sau vô tình động vào cái nút công tắc mà tắt được nó luôn. Con robot vẫn nhìn ai lần cuối đầy thách thức như nó sẽ còn quay lại. Shin rất vui khi nghĩ là cái găng tay nó đã tự di chuyển. Ngài Kuroiso lại ôm con robot, Shin nói đừng chần chừ hãy mang nó đi. Nhưng khi này thì Shin lại bị một cái đuôi bám theo mà bỏ chạy. Ma Sao sau cùng cũng tìm được cái dù rồi, nhưng bị Nene quát ồn ào quá đi. Ma Sao co rúm người lại mà sợ hãi không biết vì sao, Shin thì vẫn đang chạy marathon với ai. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 245, P1, Hima trở thành người mẫu. Mẹ đang xem tạp chí thì Hima đòi xem cùng. Mẹ thấy những tấm hình chụp mẹ con cũng dễ thương đó. Mặc trang phục để lên hình cho đẹp cũng rườm rà và khó khăn lắm. Đột nhiên có chuông điện thoại. Mẹ nghe điện thoại của bạn mình thông báo có quen người làm ở bên tạp chí Pioyo. Mẹ nghe thế thì không thể tin nổi mà hét toáng lên. Cô bạn nói rằng đứa bé cô định phỏng vấn lại bị cảm, nên muốn tìm Hima thay thế. Mẹ cứ đứng đơ ra mà không trả lời. Cô bạn phải hỏi lại mẹ mới đồng ý. Mẹ nhìn khắp phòng đồ chơi rải rác lại còn bị Shin vẽ bậy lên tường nữa. Chuyện này đến với mẹ hơi bất ngờ đó. Mẹ bắt đầu dọn dẹp lau chùi thật sạch sẽ.
Với tốc độ thần tốc mẹ thở hổn hển không ra hơi nữa. Mẹ cảm thán chắc sẽ chẳng có ngôi nhà nào lên tạp chí mà rột nát như nhà mình đâu. Mẹ nghĩ cảnh mình ngồi trên ghế như một bà hoàng trong căn phòng lộng lẫy mà cười hố hố. Bố gọi mẹ mới giật mình tỉnh ngộ, bố phản bác nó không phù hợp với nhà mình đâu. Mẹ nói nếu lên tạp chí mà để cái nhà trống trơn thế này người ta cười vô mặt đó. Bố nghĩ mua đồ nội thất mới toanh chỉ để được lên tạp chí thì quá tốn kém. Xin liền phán thêm một câu xanh dờn khiến bố bất lực vì không thể kiếm nổi tiền. Hôm sau cô bạn sang thông báo với mẹ bối cảnh chụp sẽ là sinh hoạt thường ngày của Hima. Mẹ vẫn cẩn thận tô son và nói mình hiểu. Nhưng cô bạn chỉ sợ mẹ trang điểm quá lố thôi. Mẹ lật đật chạy vô phòng và nói bạn chờ mình một chút. Mẹ đã thay bộ đồ mới khiến cô bạn bất lực với mẹ mà. Nhưng mẹ vẫn còn một vấn đề lớn chưa được giải quyết đó là Xin. Xin đang nằm dài xem TV. Mẹ dặn Xin xíu có người đến phỏng vấn thì Xin đừng làm điều gì khiến mẹ xấu hổ nhé. Xin tỏ vẻ không hiểu mẹ nói điều xấu hổ là gì. Mẹ bực bội mấy cái hành động Xin hay làm là xấu hổ đó. Xin liền tụt quần lắc mông hỏi mẹ là như thế này á, khiến mẹ đấm cho Xin sưng một cục trên đầu. Cô bạn mẹ đi ra gỡ rối cho Xin, cô ấy dặn Xin cứ vui vẻ như những ngày thường là được mà. Mẹ bực bội Xin toàn chơi mấy trò khiến mẹ bực thôi à, tiếng chuông cửa vang lên, phóng viên đã tới. Cô ấy vui vẻ chào hỏi Hima nhưng cô bé không mấy hào hứng vì Hima chỉ mê trai đẹp thôi. Tiếp theo họ hỏi Hima có kỹ năng gì đặc biệt không? Mẹ suy nghĩ một lúc và nói 100 việc thì Hima biết một việc khiến cô bạn ngồi bên ngại muốn giấu mặt đi chỗ khác luôn. Mẹ giải cả 100 tấm thẻ ra sàn mà dặn Hima hãy đọc cho mọi người nghe nhé. Nhưng Hima chỉ cầm lên gặm nhấm khiến mẹ vội vàng giật nó ra khỏi miệng Hima. Mẹ cười trừ nói bình thường Hima thông minh lắm còn ai cũng cười trừ gượng gạo. Tiếp theo cô phóng viên sẽ chụp tấm hình để đăng lên tạp chí. Khi anh phóng viên bắt đầu chụp mẹ lại vội chỉnh mặt Hima quay sang một bên để lấy góc mặt đẹp. Nhưng Hima không chịu nghe theo, anh phóng viên kêu mình sẽ chạy theo vậy. Nhưng Hima cứ quay lung tung chứ không chịu nhìn vào ống kính tới cảnh ăn thường ngày của Hima. Mẹ mang ra một dĩa đồ ăn hấp dẫn khiến Xin ổ lên ngạc nhiên. Mẹ ngại ngùng vội bịt miệng Xin lại và nói hàng ngày Hima vẫn ăn đủ các món như vậy đó rồi cười hề hề. Cô bạn và Xin cảm thấy mẹ thật dối trá quá đi. Nhưng đồ ăn mới lạ khiến Hima không chịu ăn. Mẹ càng ép thì Hima gào khóc khiến không khí trở nên căng thẳng. Tiếp theo là cảnh Hima đi ngủ. Tất cả mọi người phải ồ lên khi thấy chiếc chăn Chanel đất đỏ của thương hiệu nổi tiếng. Mẹ cười hô hố và nói nó không hề có ở chợ trời đâu nhé. Xin liền đứng một bên nói mẹ là bà mẹ tiết kiệm keo kiệt tới mức chiếc là hành thối cũng không nỡ vứt vậy mà lại lãng phí mua chiếc chăn nhái này ư. Mẹ quê quá nhéo mông và bịt miệng Xin lại không thì lộ hết sự giả chân này. Xin nghĩ vì đây là chuyện lớn và được lên báo thì Xin nên nói thật chứ. Mẹ liền giơ nắm đấm đe dọa Xin còn nói nữa là mẹ sẽ dẹp luôn đống đồ chơi của Xin ra thùng rác đó. Xin sợ hãi gật đầu bất lực, bây giờ sẽ chụp ảnh lại nào. Xin lại giải giấy ra nhà viết khiến mẹ tức tối hỏi Xin làm trò gì vậy. Xin liền nói tại mẹ dặn Xin không được làm điều mà hàng ngày Xin hay làm. Vì vậy hôm nay Xin sẽ tập làm điều Xin không hay làm. Mẹ nghe Xin giải thích là muốn cắn lưỡi luôn à, vô tình Xin làm vẩy mực trên bút lông dính đầy áo mẹ. Mọi người sợ hãi co rúm lại còn mẹ thì phát điên đuổi theo đòi đánh Xin. Cô phóng viên thấy cảnh này mới giống những gia đình bình thường khác nè. Còn anh phóng viên cũng tranh thủ chụp lia lịa. Hima cũng quá quen với điều ấy mà ngủ say không biết gì. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 265, P1 việc bán bảo hiểm cũng gặp khó khăn. Mẹ đang thay tã cho Hima thì nghe tiếng chuông cửa nên ra xem thế nào. Vừa bế Hima mở cửa ra, mẹ hết hồn khi thấy chị bán bảo hiểm đứng lù lù trước cửa. Chị hỏi mẹ nếu lỡ một ngày tai họa ập đến với bố thì mẹ sẽ làm sao? Mẹ nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, ý chị gái là không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên mẹ hãy mua bảo hiểm nhân thọ này. Lúc này mẹ mới biết là chị đến đây để bán bảo hiểm. Nhưng mẹ không có nhu cầu mua, nói rồi mẹ đóng cửa luôn, chị gái vẫn đứng chình ình trước cửa. Tự nhiên mẹ mở cửa ra, mẹ thấy ngay cả Hima cũng thấy bảo hiểm là một vấn đề nên thôi, chị nên về đi. Chị gái thấy mẹ toàn nói những điều tiêu cực thôi. Lúc này Xin cũng đi chơi về, vậy là hai chị em bốn mắt nhìn nhau. Chị gái thấy hình như gặp Xin ở đâu rồi, Xin thấy làm gì có. Chị gái nghĩ mãi thì chợt nhớ ra đây là cậu bé bị lạc ở thung lũng ở Okakabe. Xin nghe chị gái nói mới nhận ra đây là chị gái đã cho cô cậu mượn quần áo. Chị gái thấy trùng hợp quá, mẹ cũng cảm ơn chị hôm đó đã giúp Xin. Nhưng chị bảo không sao, chỉ cần mẹ mua bảo hiểm là được. Mẹ thấy chị đúng là ghê gớm, Xin nghĩ hay là mẹ mua một cái đi. Mẹ liền cho cô cậu một trưởng, mẹ thấy chuyện cảm ơn và mua bảo hiểm chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tự nhiên chị xỉu ngang luôn, thì ra đã 2 ngày rồi chị không được ăn gì. Vậy là mẹ mời chị vào nhà ăn cơm, thấy chị ăn lấy ăn để mà mấy mẹ con Xin hết hồn. Rồi chị ăn canh, nhưng mà thấy hơi ít thì phải. Mẹ bực quá bảo chị ăn ké mà lại còn đòi hỏi. Nhưng nghĩ lại thì chắc là do chị đói quá. Mà mẹ nghĩ chắc chị không ăn kiêng đâu nhỉ. Sao mà lại nhịn ăn những 2 ngày, nghe mẹ nói mà chị chảy cả nước mắt. Mẹ thấy chị có chuyện gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng.
Chị gái liền kể là hai ngày qua đã dành hết thời gian để chơi điện tử. Vậy là mẹ xỉu ngang luôn, xin thấy tội nghiệp chị quá. Mẹ thấy chẳng có gì đáng thương ở đây cả. Rồi mẹ rót nước mời chị. Mẹ không hiểu sao chị lại đi bán bảo hiểm. Chị kể với mẹ là cả tháng nay chưa bán được cái nào cả. Mẹ nghĩ là rất ít người mua lắm. Xin thấy hay là mẹ mua giúp chị cái. Mẹ liền kéo miệng cu cậu lại. Chị gái thấy mẹ nên mua một cái bảo hiểm. Nhưng mẹ chẳng có lý do gì để mua cả. Xin nghĩ không mua thì mẹ giúp chị ấy cách bán đi. Mẹ liền huy động hết mọi kinh nghiệm chỉ cho chị để bán hàng thành công. Thì việc đầu tiên cần làm khi gặp khách hàng là phải khen ngợi điểm tốt của họ để lấy cảm tình trước. Chị gái và hai anh em xin thấy mẹ thật đỉnh. Vậy là chị ra rồi nhấn chuông lại. Nhưng vào trong chị lại đứng ngẩn ra, thì ra chị vẫn chưa tìm được điểm tốt của mẹ. Mẹ bực quá chửi chị sấp mặt, rồi mẹ lại lôi chị vào hướng dẫn chị khi gặp khách hàng không có điểm gì để khen. Thì hãy tấn công về sở thích, xin thấy mẹ thật tuyệt. Vậy là chị gái ra hỏi mẹ thích gì, mẹ liền kể là mẹ thích đi du lịch. Nhưng chị gái lại nói lung tung làm mẹ bực hết cả mình. Vậy là mãi tới chiều, mẹ vẫn phải hướng dẫn chị cách gặp khách hàng. Nhưng mà chắc là vô ích thôi, vì chị là mẫu người mà khách hàng không thích. Chị gái chẳng biết mình sai ở đâu cả, rồi chị ra ngoài thử lại một lần nữa. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập luôn vào mặt bố. Chị gái bảo bố nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên bảo hiểm chính là một bảo trợ phù hợp nhất. Mẹ thấy chị gái thật biến nắm bắt cơ hội, Xin và Hima cũng cổ vũ chị rất nhiệt tình. Chị gái mừng quá, cuối cùng cơ hội cũng đến rồi.